vì sao huấn luyện viên Bayern Munich lại là Vincent Kompany? Có lẽ chính bản thân Vincent Kompany cũng khó có thể ngờ khi vị huấn luyện viên này có cơ hội dẫn dắt một ông lớn như Bayern Munich sau khi mới xuống hạng ngoại hạng Anh cùng Burnley. Vậy đối với hồng xám xứ Bavaria, tại sao lại là Vincent Kompany mà không phải là cái tên nào nổi tiếng hơn? Cho đến khi chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano sử dụng câu Here we go quen thuộc để thông báo về việc Vincent Kompany trở thành tân huấn luyện viên của Bayern Munich, có lẽ vẫn có nhiều người khó mà tin được chuyện này. Có thể đây vẫn chưa phải là kết quả cuối cùng, bởi vẫn còn những thương thảo đền bù hợp đồng với Burnley khi Vincent Kompany vẫn còn hợp đồng với họ tới năm 2028. Và chính vì thế nên Bayern Munich vẫn chưa đưa ra thông báo cuối cùng. Nhưng với mức độ uy tín của Fabrizio Romano cùng với những thương thảo với Burnley là có thật, thì việc Bayern Munich nhắm tới Vincent Kompany cho chiếc ghế nóng ở sân Allianz Arena là sự thật, chứ không phải là một tin đồn gây sốc. Ví dụ là vậy, thì việc một huấn luyện viên mới rớt hạng ngoại hạng Anh cùng Burnley như Vincent Kompany lại có cơ hội ngồi vào vị trí huấn luyện viên trưởng của một trong những câu lạc bộ hàng đầu thế giới như Bayern Munich thì vẫn là một thứ gì đó cực kỳ khó tin. Nhưng Vincent Kompany cũng có những ưu điểm riêng của vị huấn luyện viên này. Đầu tiên đó là sự ảnh hưởng về phong cách huấn luyện cũng như triết lý bóng đá của Pep Guardiola đối với Vincent Kompany. Với việc ông có 3 năm làm học trò của Pep Guardiola tại Manchester City, việc vị huấn luyện viên này lựa chọn phong cách mang đậm sự ảnh hưởng của Pep Guardiola là điều hết sức bình thường.